Sau một ngày xét hỏi, sáng 18 tháng 4, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 12 bị cáo trong vụ sai phạm về đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội trong thời điểm ông Nguyễn Quang Tuấn làm giám đốc. Theo bản luận tội, giai đoạn 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội triển khai thực hiện 5 gói thầu mua sắm vật tư hóa chất, trong đó một gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi, 4 gói còn lại theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Viện Kiểm sát xác định ông Tuấn và các bị cáo đã không thực hiện đấu thầu các gói thầu theo phương thức đấu thầu tập trung mà đồng ý cho hai doanh nghiệp gửi vật tư trước vào bệnh viện, sau đó mới hợp thức hồ sơ đấu thầu thanh toán. Hành vi can thiệp trái quy định vào hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho bệnh viện và quỹ bảo hiểm tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị phạt ông Nguyễn Quang Tuấn 4-5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời phạt các bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, và Đoàn Trọng Bình, cựu phó phòng vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội cùng mức án 30-36 tháng tù. Hai nguyên cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội là Nguyễn Thị Dung Hạnh và Nghiêm Tuấn Linh bị đề nghị lần lượt 24-30 tháng tù và 36-42 tháng tù. Năm bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 24-36 tháng tù. Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng về Việt Nam tiêu thụ. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Đào Ngọc Viễn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Tại tòa, bị cáo Viễn xuất trình được tài liệu chứng minh nộp 100 triệu đồng tiền phạt bổ sung và 4 tỷ đồng thu lợi bất chính, để qua đó hội đồng xét xử có căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Còn bị cáo Phan Thanh Thửu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, đã nộp 156,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính và nộp thay các bị cáo khác 3,9 tỷ đồng. Bị cáo Hữu đã nộp gần hết số tiền thu lợi bất chính và đồng ý xử lý các tài sản để nộp nốt số tiền còn lại. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Bị cáo Viễn bị phạt 15 năm tù, giảm 2 năm. Bị cáo Hữu lãnh 13 năm 6 tháng tù, giảm 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội buôn lậu. 21 trên 23 bị cáo khác có kháng cáo cũng được cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt. Tối 17 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội thông tin tối ngày 16 tháng 4, Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ đối tượng Trương Việt Hùng khi đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận Hùng và chị Quy có quen biết nhau. Do có mâu thuẫn nên Hùng đã nảy sinh ý định giết chị Quy. Khoảng 7 giờ ngày 12 tháng 4, Hùng đến tòa nhà chung cư nơi chị Quy sinh sống. Khi thấy chị Quy đến vị trí đổ xe ô tô, Hùng đứng phía sau siết cổ chị Quy đánh chết. Đồng thời Hùng đã chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị Quy để nạp vào tài khoản chơi game. Hùng tiếp tục lấy xe ô tô đến chung cư Mi Bắc cất giấu xe và xác chị Quy tại hầm để xe của chung cư rồi bỏ đi. Sáng 13 tháng 4, Hùng bắt xe về Hà Nam để chơi điện tử và nghỉ ngơi. Đến ngày 16 tháng 4, Hùng đang đi lang thang ở quốc lộ 1A thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Chiều 17 tháng 4, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nghi án người đàn ông bị sát hại. Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi ngang qua đường ray xe lửa đoạn phường 13, quận Bình Thạnh thì nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động. Nghi vấn nên người dân lại gần kiểm tra thì người đàn ông đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Lực lượng công an đã có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an xác định người đàn ông có thương tích ở phần chân, đầu bị trúng bởi vật nhọn. Sau hàng loạt vụ việc lùm xùm liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương rà soát lại tổng thể các quy trình bán hàng và thẩm định tại doanh nghiệp, quy trình dịch vụ khách hàng bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện quy định về công khai thông tin hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm, đặc biệt là công khai thông tin liên quan tới nội dung khách hàng cần lưu ý đối với từng sản phẩm bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm nhằm hỗ trợ khách hàng hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm đã tham gia. Các doanh nghiệp phải thiết lập công bố đường dây nóng và các bộ phận thường trực với cán bộ có đủ thẩm quyền để tiếp nhận, giải đáp, xử lý dứt điểm kịp thời các phản ánh hoặc thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tránh kéo dài. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cũng yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải chấn chỉnh công tác thẩm định cấp hợp đồng bảo hiểm, bảo đảm phù hợp với khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro bảo hiểm của khách hàng. Ngày 18 tháng 4, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, một lãnh đạo huyện ủy Tuy Phước, tỉnh Bình Định xác nhận đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Văn Nhật, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Tuy Phước, trước đơn kiến nghị tập thể của 10 hộ dân có đất ở khu đất trụ số, địa chỉ tại thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước đối với ông Nhật và nhiều thành viên trong gia đình ông Nhật.
cố tình bao chiếm xây nhà trái phép, vi phạm pháp luật trên phần đất đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp sổ đỏ cho các hộ dân. Theo đó, cá nhân ông Nhật đã bao chiếm xây dựng nhà công trình trái phép trên diện tích đất 114m2 tại khu đất trụ số. Khi bản án có hiệu lực gần một năm, nhưng ông Nhật và các thành viên trong gia đình vẫn chưa tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép để hoàn trả đất cho 10 hộ dân, khiến các hộ dân bức xúc, đồng đơn kiến nghị, tố cáo đến nhiều nơi để đòi quyền lợi. Từ đơn khiếu nại của người dân, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Phước vào cuộc kiểm tra xác minh và phát hiện ông Nhật chưa chấp hành bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác định ông Nhật vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước cho biết đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện làm việc với các bên liên quan để xem xét thi hành kỷ luật ông Nhật về mặt chính quyền, song song với phía Huyện ủy đã có kỷ luật về mặt đảng đối với ông Nhật. Ngày 18 tháng 4, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca mắc COVID-19 bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ, hầu hết tập trung ở người cao tuổi, cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đang có bắt đầu xu hướng giảm. Ngành y tế đang xem xét kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Cụ thể, miễn dịch với SARS-CoV-2 của người dân thành phố từ 98,7% vào tháng 9 năm 2022, nay giảm xuống còn 96,7%. Việc kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cần được xem xét trong bối cảnh hiện nay. Đây là chiến dịch được triển khai hiệu quả trong thời gian dịch bùng phát vừa qua. Điểm nổi bật của chiến dịch là sau một tháng triển khai, thành phố đã lập danh sách 639.972 người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó phát hiện 25.642 người chưa tiêm vaccine COVID-19, chiếm tỷ lệ 4%. Xét nghiệm tầm soát phát hiện 5.437 người mắc COVID-19, chiếm tỷ lệ 0,8%. Qua chiến dịch, người chưa tiêm vaccine đã được thuyết phục tiêm tại nhà hoặc tại cơ sở y tế. Người mắc COVID-19 nhưng không biết đã được điều trị bằng thuốc kháng virus, nhờ đó đã kéo giảm rõ rệt số trường hợp tử vong. Qua phân tích các trường hợp tử vong do COVID-19 trên địa bàn thành phố cho thấy phần lớn các trường hợp tử vong tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền chưa được tiêm chủng, chưa được sử dụng thuốc kháng virus trước đó.